Xin chào các bạn, hôm nay Hiếu sẽ giới thiệu với các bạn một cái kiểu đan mới, đó là kiểu đan Haribito. Thì cái kiểu đan Haribito này nó bao gồm cái kiểu đan roten mà lúc trước Hiếu cũng đã hướng dẫn á. Là cái kiểu roten là chúng ta sẽ đan dây dọc, xong sau đó là có một sợi dây ngang, chúng ta sẽ luồn từ trên nè, chúng ta sẽ luồn xuống. Cái sợi dây dọc còn lại thì chúng ta sẽ vòng lên đây. Đó. Thì cái kiểu roten này á, Hiếu thấy là tuy là cái đường đi dây của nó rất là hiệu quả, đi dây nó tối ưu và nó các sợi dây này nó sẽ không bị trùng với nhau, nhưng mà cái kiểu Haribito mà Hiếu sắp chỉ hướng dẫn cho các bạn á, thì nó sẽ dễ đan hơn và cái đường dây nó vẫn tối ưu như cái kiểu roten mà Hiếu chỉ trước đây. Xin chào các bạn, thì bây giờ Hiếu sẽ bắt đầu vào hướng dẫn các bạn cái kiểu đan Haribito này ha. Thì hôm nay Hiếu sẽ sử dụng cước MZ63. Cước này là cước mới ra của Mizuno ha. Đường kính của nó là 0.63mm và giá của nó là 140.000 các bạn. Nói chung là cước 63 mà giá 140 thì cũng khá là ngon á. Nếu như mà bạn nào mà thích có thể thử ha. Rồi, vợt mà Hiếu đang là Fortius 20 của Mizuno. Loại này là vợt 76 lỗ các bạn. Thì Hiếu nói lại về cái kiểu Haribito một lần nữa, đó là nó sẽ có hai loại. Cái loại thứ nhất á, là chúng ta sẽ đan 22 cái sợi dọc. Sợi dọc là sẽ 22 cái dây và dây ngang á là 21 dây. Đó là cái kiểu roten mà bữa trước Hiếu cũng đã hướng dẫn rồi á. Cái loại thứ hai là cái kiểu mà hôm nay Hiếu sẽ hướng dẫn này, là đan 22 cái sợi dọc và 22 cái sợi dây ngang luôn. Thì qua quá trình đan thì Hiếu thấy là cái kiểu mà đan 22 sợi dọc và 22 sợi dây ngang này nè, nó dễ đan hơn và cái hiệu quả nó cũng không kém, không thua kém gì so với cái kiểu mà roten trước kia. Thì bây giờ Hiếu sẽ đi vào hướng dẫn, thì các bạn xem và trải nghiệm xem nó là nó dễ hơn hay là khó hơn ha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu lắp vợt vào khung rồi mình đan thôi. Rồi, thì bây giờ là tới cái phần mà phân phối dây ha. Thì cái kiểu đan này thì chúng ta sẽ chừa dây theo cách như sau, là một bên á chúng ta sẽ chừa là 2m và một bên á là chúng ta sẽ chừa là 8m. Thì Hiếu sẽ lấy nó sẽ chừa 2m ở phía gần mình ha. Hiếu sẽ kéo khoảng 3 cái vợt này. 1 3 ha. Và cái đoạn này là khoảng 2m. Còn đoạn bên này thì chúng ta cứ kéo hết là 8m. Thì cho cái kiểu này nó chừa dây, cái đường đi dây đầu của nó sẽ dễ đi và kiểu nó sẽ dễ chịu hơn cái kiểu roten. Nên là nghĩ là mình sẽ rất là dễ làm và rồi, trước khi đi vào đan á, thì Hiếu sẽ hướng dẫn sơ về cái kiểu đi dây của cái kiểu đan Haribito này như sau. Thì cái bậc phần 2m này á, chúng ta sẽ đan hết dây ngang luôn, đan hết dây dọc luôn. Đan hết dây dọc thì ra tới cái lỗ số 12 này, sau đó chúng ta sẽ vòng xuống cái lỗ số 9 và chúng ta đi hai dây ngang dưới này và chốt lại. Còn cái dây phần 8m này thì chúng ta sẽ đi hết dây dọc và chúng ta sẽ chừa lại cái dây ngoài cùng này, cái dây số 12 này. Và sau khi mà đang tới cái dây số 11 á, lên trên này á, thì chúng ta sẽ đi ngang qua bên đây và đi xuống. Sau khi mà đi xuống tới cái lỗ số 11 này, thì chúng ta sẽ vòng lại, xỏ cái dây dọc ngoài cùng và đi lên đây ha, và kết thúc ở trên này ha. Rồi bây giờ thì sẽ đi vào đan ha.
Rồi, sau khi mà chúng ta đang xong 18 cái sợi dây dọc rồi thì ở cái đoạn dây 2 mét á là nó còn ngắn như vậy thì chúng ta sẽ xỏ. Xỏ tiếp tục hai cái sợi dây dọc ngoài cùng ha. Rồi. Chúng ta đây kéo luôn. Rồi, cái phần 8 mét á, chúng ta sẽ xỏ cái dây kế cùng này ha, sau đó chúng ta sẽ đi ngang qua. Rồi, cái đoạn dây 2 mét này á, thì chúng ta sẽ xỏ đan vào cái, chúng ta sẽ xỏ vào cái lỗ số 9 và cái lỗ số 8 ở đây ha. Thì quên, trước khi xỏ này thì mình phải đếm, đếm xem là cái sợi dưới này là nó trùng hay là nó chéo so với cái sợi này. Thì chúng ta hiểu có một cái cách là dễ lắm, chúng ta sẽ cứ đếm ha, cái lỗ tiếp theo là nó sẽ chéo, rồi lỗ tiếp theo nữa nó sẽ trùng với cái sợi dây dọc đang đang kéo này, thì chúng ta sẽ chéo trùng 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 chéo, thì xuống xuống tới cái lỗ số 9 này nó sẽ là chéo so với dây dọc này ha. Thì tại sao khi mà chúng ta đan theo kiểu này á, chúng ta phải đan 22 cái sợi dây ngang? Đó là do nếu như á mà mình từ cái dây dọc này chúng ta kéo qua sợi dây ngang số sợ thiếu rồi. Từ cái dây dọc này mà chúng ta kéo qua sợi dây ngang số 9 này á, xong chúng ta thắt luôn á, chúng ta kết vào đây luôn á thì nó cũng được, nó chả có vấn đề gì cả, nhưng mà cái hiệu suất mà đi dây nó sẽ kém hơn. Ở một chỗ là khi chúng ta chốt cái mối vào đây nè thì cái sợi dây này nó sẽ yếu và nó sẽ ảnh hưởng luôn tới cái sợi dây biên bên này nữa, cho nên là chúng ta phải đan hai cái dây ngang luôn, để nếu như để cái sợi số 8 này nó có yếu á thì nó sẽ ảnh hưởng tới sợi số 9 này thôi, nó sẽ không ảnh hưởng, gần gần như là nó sẽ không ảnh hưởng tới cái sợi dây ngang bên đây, thì chúng ta sẽ được có được một cái mặt vợt là hai cái sợi dây nó yếu ký, hai cái sợi dây chốt á nó sẽ nằm ở góc dưới và góc trên cùng của cái mặt của cái cây vợt, nên là mặt vợt của mình ra sẽ rất là đều và ổn định ha. Thì sau khi mà đan xong cái dây dọc số 8 này, là dây ngang số 8 này thì mình sẽ chốt lại ha, chốt cái mối lại, thì tùy cái vợt mình có thể chốt vào lỗ số 7 hoặc là lỗ số 6. Cái này thì mình phải chốt lại vào lỗ số 6 thôi. Rồi xong thì sau khi chúng ta đan cái phần dây 2 mét này xong, bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái với cái phần mà 8 mét ở bên này ha. Thì Hiếu có một sự nhầm lẫn một xíu, đó là cái vợt 76 lỗ của mình á, thì như các bạn trước giờ á là chúng ta hay lầm tưởng là nó sẽ cấu tạo 76 lỗ là nó như nhau hết, nhưng mà không, nó khác nhau ở chỗ là có cây vợt 76 lỗ á, cái khoảng cách giữa hai cái lỗ to ở dưới lỗ số 12 và cái lỗ to ở trên này nè nó là 10 lỗ. Ở đây á, cái cây Fortis 20 này nó là 10 lỗ, thì chúng ta sẽ đan kiểu khác. Còn ở những cái cây vợt khác như là Atrox 77 Hiếu đã từng đan rồi nè, hoặc là cái GBS CX này á, cái CX của Mizuno này á, thì cái khoảng cách giữa hai cái lỗ này nè, giữa cái lỗ 12 và cái lỗ ở trên này á, nó chỉ có 10 lỗ thôi. Là để Hiếu đếm cho các bạn xem nè, đây là 2, 4, 6, 8, 10,
ở lọc 11. Cái cây Fortius này á nó là 10, còn cái cây GBX và cái cây Atrox 77 nó là 11 nè. 2 4 6 8 10 11. Còn cây Atrox hay là cây Fortius này á là chỉ có 2 4 6 8 10. À, hai cái dòng giờ khác nhau, cho nên là khi đang cái kiểu mà Haribito này chúng ta phải để ý là đối với những cây á, mà nó chỉ có 10 cái dây ngang ở giữa hai cái lỗ này á, thì chúng ta sẽ xỏ nó xuống một lỗ nữa, là nó, chúng ta sẽ đi dây ngang ở cái lỗ đỉnh của cái dây dọc ngoài cùng nè, chứ không phải là giữa. Còn đối với những cây CX hoặc là những cái cây mà các bạn khi chúng ta điếm á, ở đây nó là 11 lỗ á, thì chúng ta sẽ xỏ vào ngay cái lỗ này. À, các bạn lưu ý ha, cứ để đang xong vô tới đây là tháo ra, hoặc là đang xong tới đây xỏ xuống tới đây là ngu người. Ủa sao mà xỏ xong cái lát nó kết thúc ở bên này rồi đường đâu đi lên trên này là cái kiểu đang này nó hơi rắc rối chỗ này, cho nên chúng ta chú ý ha. Đây. Hiếu sẽ cọp lại, Hiếu sẽ xỏ lại sẽ này. Có nghĩa là cái chỗ này á là thực sự là Hiếu cũng Hiếu quên lại chỗ này, nhưng mà sẵn quên để hướng dẫn cho các bạn mình nắm cho nó rõ, chứ không thôi là mình sẽ mất rất là nhiều thời gian để xử lý ở cái chỗ này. Thì ở điểm này mình cũng phải đếm giống như thế này ha, giống để cho lát nó trùng nhau với lát sợ lộn. Chéo trùng 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 ha, mình sẽ xóa trùng. Em nhớ là nó sẽ có hai loại quả khác nhau. Thì thường là những cái cây mà có chỉ có 10 cái lỗ mà nằm ở khúc giữa này á, sẽ là những cái cây mà cái mặt vật nó nhỏ, giống như cây Fortius 20 này là mặt vật nhỏ nè, Z Fort 2, mấy cây Z Fort 2 LD rồi đó, với lại mấy cây nói chung là dòng Z của Yonex và một số dòng cao cấp của Mizuno, thì cái số lượng dây ngang mà nằm giữa này nó sẽ ít hơn. Sau khi xỏ tới đây á, thì chúng ta sẽ xỏ cái dây dưới trước, có nghĩa là sau khi xỏ tới cái dây ngang số 12 này á, thì chúng ta sẽ xỏ cái dây ngang số 10 trước, sau đó chúng sẽ vào tay sẽ vòng lên cái dây ngang số 11 và đâm lên cái số lỗ số 12 chạy lên đây luôn ha. Thì cái này là nếu thấy cái theo hướng dẫn nó là như vậy, thì Hiếu cũng thấy là nó rất là hay ha các bạn. Xóa lộn rồi.
Đây, sau khi đan hết cái dây gan số 11 này thì chúng ta sẽ xỏ lên đây luôn ha, thẳng lên cái dây dọc ngoài cùng. Sau khi đang cái dây ngang cùng này thì mình chốt lại thôi ha. Thì cái dây các cây vợt, cấu trúc của cây vợt 76 lỗ á, nó sẽ khác nhau ở chỗ là nếu như mà cây nào mà có 11 cái lỗ dây ngang ở dưới này á thì ở trên này nó sẽ cách xa, còn cái lỗ cái có nghĩa là trên này nó sẽ thiếu một lỗ để đem xuống dưới này. Còn mà cái cây nào mà có 10 lỗ dây ngang ở đoạn dưới này thì trên này nó sẽ rất là sát với cái khung. Nên là khi đang các bạn để ý ha. Không, từ đây đến đây thì nó sẽ rất là sát. Vậy sẽ ra hiểu quay về các cái đường đi dây của cái kiểu đan Haribito này cho các bạn cùng xem ha. Đây về cái đường đi dây của cái cây vợt thì này, thì nó đây nó chỉ có một vài cái lỗ đôi thôi, còn đa số một vài cái lỗ đôi trùng nhau thôi. Đây hai cái dây đôi, ở trên này thì cũng không có nhiều, bên này là 3 4 đó. Thì trên toàn bộ mặt vợt thì chúng ta thấy là đa số là dây nó sẽ đi đơn hết, và chỉ có bốn chỗ là dây đôi như vậy thôi. Nó sẽ tối ưu hơn cái kiểu Jeannette là nó có một đoạn là 3 luôn. Cái hai nữa là cái đường đi dây này nó làm cho hai cái sợi dây mà mềm á, hai cái sợi dây dính với dây chốt á, nó nằm ở dưới cùng và trên cùng của cái mặt vợt này nè. Cho nên là nó sẽ đều cái vợt hơn cho mình ha. Và kiểu này thì chỉ đang hai mối thôi nha. Bây giờ Hiếu sẽ thử cái âm thanh của nó cho các bạn mình nghe thử. Âm thanh này thì dây 63 cho nên là nó rất là thanh ha. Cây này thì Hiếu chỉ đang có 10,5 kg thôi, 24-26 là BS. Thì vừa rồi Hiếu vừa hướng dẫn cho các bạn kiểu đan Haribito 22 dây dọc và 22 dây ngang bằng dây MZ63 của Mizuno trên vợt Mizuno Fortius 20 ha. Thì trên cái kiểu đan này các bạn cần lưu ý ở cái chỗ là cái cây vợt 76 lỗ đó, nó có bao nhiêu cái sợi dây dọc giữa hai cái lỗ trên, giữa cái dây dọc ngoài cùng này, có bao nhiêu cái lỗ dây ngang giữa cái dây dọc ngoài cùng này để chúng ta xác định mà chúng ta đan sẽ tốt hơn ha. Thì về cái kiểu đan này, nếu như bạn nào còn thắc mắc thêm á, các bạn có thể comment bên dưới thì để Hiếu giải đáp. Thời gian tới Hiếu sẽ làm ra nhiều cái clip hướng dẫn đan hơn để các bạn nắm rõ hơn ha. Còn bạn nào mà muốn trực tiếp trải nghiệm cái kiểu đan Haribito này thì có thể ghé Vinbi Bình Thạnh 289 Nguyễn Văn Đậu vào buổi chiều tối á, thì Hiếu đi làm và Hiếu có thể đan và tư vấn cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Xin chào.